Và để đón tiếp chương trình, Duy Linh cũng xin gửi đến hai câu dòng cổ trích đoạn trong giờ tụ được mang tên. Gánh cỏ sông Hàn, thì dung hãy nghe anh nói, nếu em muốn ra đi tìm đường tương lai tươi sáng, em có biết rằng những kẻ đã đánh mất lương tri tham vào thọ mạng và tâm cuồng loạn của riêng mày. Phải, tao là một thằng say ngủ trong bình rượu đêm ngày. Bọn bay nói là tao điên, tao dại, nhưng xét kỹ ra tao còn tình đi hơn bay. Tao còn biết đâu lẽ phải đường ngay, tao còn biết đâu là thâm tình cốt nhục. Không phải như mày mang gom về tìm bắt giờ rồi đem mà hiến dâng cho loài ác quỷ hung thần. Chung, em không đi đâu hết, em hãy ở lại đây. Trời, con vẫn biết cha được làm quan tổng trong, còn bên kia, còn bên kia là thác lại Trần Vĩnh. Vậy cha với nó, cha với nó hãy bắt đầu khởi sự. Cha có thể giết con cho thằng giặc chú nó vừa lòng họ cha, để cho nó phong cho cha về chức nữa làm quay. Còn tôi là một thằng say, khi bước vào đây tôi chẳng biết quý lòn. Bề trên có ghét hay thương cùng cho tôi nói đôi lời với em. Người ta buồn bán thì quen, còn em ngu dại thì đừng thèm bán buồn.